Xin chào các bạn. Tiếp tục thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Tiger, mã nồi là JPC A100. Thì đây là nồi có dung tích 1 lít nhé các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được 5 người ăn đấy. Đây là nồi của Tiger, nồi cao tần áp suất nhé. Áp suất 2 bi đấy các bạn. Đây các bạn xem qua một vòng nhé. Này là không bể vỡ gì đâu nhé các bạn. Đấy, đây thì nó bị chảy một chút này. Không ảnh hưởng nhé, các bạn nhìn này. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Đây nó chảy nhẹ đấy các bạn này. Các bạn để mình soi đấy. Chiếu đèn vào như này mới thấy nhá. Chứ còn bình thường là không thấy đâu các bạn. Cái này nó có viền mạ chrome, tức là nó có đèn led đấy các bạn. Đây này. Chrome. Màu này là màu màu mận đấy các bạn. Màu đỏ mận. Rồi. Mình mở cho các bạn xem nhé. Thì mình cái này thì mẫu này dòng Tiger thì đa phần là không có quai đâu các bạn, người ta hay gọi là Tiger cấp nách ấy, thì không có quai để mình ôm nhìn rất nhỏ gọn. Đây các bạn xem này, nó vuông vắn. Này thì mình mới vệ sinh qua nhé các bạn. Đây hai bi, áp suất 2 bi đấy các bạn, còn rất đẹp luôn nhé. Răng đây. Rồi. Son này các bạn này. Son này đẹp lắm luôn nhá. Đấy. Son kiểu mẫu đời mới các bạn, mẫu mới ấy. Son này là dạng son sần nhé các bạn thấy không, son sần. Son sần này thì nó xịn hơn son bóng nhé. Rồi đây bên trong đây. Đấy, cái này nước các bạn này, mình rửa nãy rửa nó chưa khô ấy. Tiger ấy các bạn, nó có cái quai này này thì các bạn phải đặt đúng vào cái cạnh này nhé. Đấy, hai cái cạnh này này, đây này. Đấy, chứ các bạn đặt sai là không đóng được nắp đâu. Các bạn ấn mạnh là coi chừng nó nhăn cái nó rách cái gioăng ấy. Rồi mình kim điện thử nhé. Đây, đèn led. Đèn led rất đẹp luôn các bạn. Menu đây. Thì video hướng dẫn nồi này mình có ở clip dưới, thì các bạn cứ vào kênh của mình là có nhé. Thì đây thì thường thường mình thử trên này cho các bạn, hoặc là mình nấu cơm thử để gửi cho các bạn ấy. Thì mình chọn cái ở Việt Nam mình hay nấu nhất, đó là nấu gạo trắng và nấu gọi là nấu ngon nhé các bạn. Rồi mình nấu nhé. Đấy, 47 phút thì cái dòng đời mới này này thì nó đã hẹn giờ đếm ngược từ ban đầu rồi nhé các bạn. Đây 47 phút đây. Còn những dòng đời trước thì còn 15 phút thì nó mới bắt đầu đếm ngược nhé. Rồi mình ấn hủy. Đấy. Các bạn để ý không? Tức là thay vì ngày trước cái dòng khác nó có phím cứng nút cầm cháy ở đây, thì giờ cái dòng mới này nó bỏ rồi nhé các bạn. Bạn ấn vào gạo trắng này, thay vì ấn di chuyển qua đây thì nó qua chỗ cái này, nhưng mà giờ nó ấn thêm một cái là cơm có cháy nhé các bạn. Đấy, mình ấn một lần nữa thì nó qua. Còn đến cái đầu tiên là cơm có cháy, ấn một lần nữa là tắt nhé các bạn. Rồi đơn giản vậy thôi. Thì mỗi nồi này bên mình đang bán ở mức giá là 2,2 triệu nhé các bạn. Tiger 2,2 triệu, còn rất là mới luôn các bạn. Thì bên mình giao hàng toàn quốc. Khi các bạn nhận nồi, các bạn kiểm tra rồi mới thanh toán, không hề thu cọc của khách hàng nhé các bạn. Rồi vẫn chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Thì mình nhắc lại chính sách bảo hành, các bạn yên tâm. Những bài trước mình có nói, nhưng mà mình sợ khi mà các bạn không xem được mấy bài trước mà các bạn xem cái bài này ấy, thì chính sách bảo hành của mình bên mình là 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Giả sử như cái nồi này hư nhá, thì bên mình sẽ gửi ra một cái mẫu nồi tương tự. Thì khi các bạn nhận được cái mẫu nồi tương tự rồi ấy, thì các bạn đưa cái nồi hư này cho cái anh giao hàng bên mình ấy, thì anh giao hàng sẽ cầm cái nồi hư này về cho bên mình, rồi các bạn không phải trả tiền gì nhé các bạn. Lỗi đó là của bên mình thì bên mình hoàn trả hết tất cả nhé các bạn.
Các bạn yên tâm nhé. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại 0988083784 hoặc là gọi điện cho mình có số điện thoại trên đó luôn, hoặc là để lại bình luận nhé các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.